Cậu coi nè, đứt cái gân cu đó, nó mới quẹo này nè. À, giờ đứt gân đó, đứt sợi dây gân nè, nó quẹo đó nè. Đứt gân gì mà không quẹo? Đứt cái gân nè, sợi dây gân nứng thịt cu. Đứt cái gân nứng đó. Thiệt, cái này ông bác sĩ khám rõ ràng, có cái chụp hình rồi nữa. Coi cái sao cái chồng tôi về nè, từ ngày thịt cu tới giờ đứt cái sợi dây này nè. Rồi ông bác sĩ nói rồi, nó đứt sợi dây này rồi, đứt sợi gân này rồi. Ui. Ăn thương tới muốn gì em cũng kiểu cùng nọ không em mơ ăn anh thương không không có ăn theo còn để về nhà cổ đi mần đâu cỏ. Đi mần cỏ mần cây à con nó đi đâu đi đi bỏ lại ăn đi nó ăn cái gì nữa mà ăn no với mẹ rồi. Cậu đó nói nhà gần nhà cậu có một cái ông chú, ông không có vợ đó. À, ông không chịu ăn tôi theo luôn mà. Ừ, đi, đi. Ăn à. Cậu nói gì nè. Ăn đêm cưng, ăn đêm cưng mà. Sao là không có giận? Ăn đêm cưng, em không thương ai hết, em dành cận dạng cho anh. Ăn đêm em dành là cận dạng hết cho anh, em không có chi phối. Trời ơi trời, ta nói người ta không ăn. Miếng thịt ngon. Không ăn. Ăn đi mà. Không ăn. Ăn đi mà em cưng. Nữa, tôi nói hoài, trời ơi, mẹ tôi đập đầu chết mẹ đi. Ăn không ăn. Không. Không ăn đâu. Tao không ăn, mới ăn. À, bữa có miếng. Không. Ăn đi em hát bài. Không. À, chàng yêu tâm em cũng cầu hoàng. Em vui lòng anh câu dai thác. Sống duyên gian đồng sạch đồng sàng. Thác xuống thứ vàng cũng nằm chung một quốc. Nam mô Di Đà Phật ăn đi. Trời nói không. Kỳ vậy. Chàng yêu tâm em cũng cầu hoàng. Em vui lòng ngâm câu dây thác. Sống dương gian đồng tịch đồng sàng. Thác xuống thứ vàng nằm chung một quốc. Ăn đi. Trời nói không nghe. Không nghe. Nghe chưa. Ăn em cưng. Không. Ăn cưng. Là tới anh cần thì em chịu nói lại. Thôi. Nàng tới em chịu lại. Thôi. Nút cái gì đó em nút cho. Ăn thôi, ăn miếng thịt này em nút cho. Thôi. Không ăn ha. Kỳ cục quá. Thương. Em thương. Con cá làm ra con mắm. Đạo vợ chồng thương lắm anh ơi. Nó. Nam mô Di Đà Phật. Anh ăn đi, không ai chửi mình á. Ăn đi. Nam mô Di Đà Phật. Tôi nói bà ăn đi, tôi lại bà. Nam mô Di Đà Phật trả lại cho anh. Đó, không ăn anh à. Anh ơi sáng tư tỉnh ai đà gặp dẹp. Đất dây đà tiền mã đạo lành. Bởi vì ngài thương xót chúng sanh ra xác lệnh bảo ta truyền dạy thể nam tín nở cùng khách chư tăng nhà Phật giáo ráng cố gắng nơi gian dình đạo nguyện cùng nhau truyền bá tin lành cầu linh hồn cho được giảng sanh đồng có cánh bay về trời cùng một lượt. Nam mô A Di Đà Phật. Mau thức tỉnh tư thân kẻ trễ. Đợt chiều có một kiến chót người ơi. Mau thức tỉnh tư thân kẹo trễ. Ngày mai này gặp dịp tu hành cầu linh hồn cho được giảng sanh. Đây chỉ rõ đường đi nước bước. Tưởng nhớ Phật thì đừng làm bạo ngược. Đây phần hồn chỉ dắt cho chúng sanh. Kìa đỡ ông nằm kìa. Ngồi dậy đi anh ngồi. Ngồi dậy đang biết tóc đi đó. Ngồi dậy. Ôi! Đã hết. Không có rồi vậy hát tóc. Thôi không hát. Không xong hết. Hát tóc cho đẹp chứ. Ôi! Đi ra! Đi ra nè! Đi ra nè! Đau giò không? Đi ra nè! Không có bao ảnh ngay rồi. Đi ra nè! Không có được. Đi ra nè! Đi ra nè! Lấy tay ra bà! Đi ra nè! Tụ mẹ nói. Anh ngay ra coi. Anh ngay ra được nè. Anh ngay ra coi. Anh ngay ra coi. Anh ngay ra được con. Không được kệ nó anh ngay ra được hoài à bị đi làm bác sĩ ông nào dơ dò ra thẳng không được thì chết kêu ảnh dơ ảnh dơ được hết trơn rồi dơ dò lên thôi anh nghe lời tao không thôi mày muốn tao chết muốn anh sống mãi mãi với em
Con cá làm ra con mắm, vợ chồng hữu hỷ với nhau, thương lắm anh ơi. Đúng thứ mẹ. Anh ơi. Thôi lên đây đi. Cuộc đời anh bất hạnh rồi, anh nương theo em mà cứ không nghe theo em hoài à. Phải nghe em đâu có cúng giờ cúng cẳng. Trời ơi, cứ lớn nữa. Anh định tâm thần rồi, đưa anh đi biên hòa. Tao không đi đâu hết á. Đi chạy điện về mới sống. Mới nghe à. Cậu này nói nè, phải chở anh đi biên hòa. Cậu mới tới lui nuôi, còn không đi biên hòa cậu giận rồi. Đi nha. Đi không? Chuyện nào đi đi. Ừ đi ha, chị đi rồi ha. Thì anh ngồi đây đang chờ cậu đế hấp tóc. Uống nước hả? Hào Quỳnh cho uống nước hả? Uống không uống nước mới bị ỉa hoài. Nước đó sạch không mà. À nước đó để thành ra lạnh ăn uống không à. Nước này dơ rồi, bụi chứ chó uống rồi. Không có. Con chó là tiền nhân của mình, nó uống. Mình uống à. Con chó là cái gì? Con chó là người tiền nhân của bà, để tôi, người của mình tôi kể cậu nghe nha. Ừ. Con người chết xuống dưới á, người ta nói cho tôi trở lại gia đình với con cháu tôi. Thì người ta nói ở gia đình mãn kiếp làm người rồi thì không được trở lại gia đình nữa. Ờ nên bây giờ á thì phải đầu thai ra là vật gà hoặc chó. Rồi ở đâu đó từ từ người ta chuyển lại tận tay nhà mình. Đó. Bởi con gà với con chó là người tiền nhân của mình. Uống nữa đi anh. Không có, anh uống hết này mới ỉa được. Uống đi. Không có, người ta dạy rồi. Bác sĩ dạy cho anh phải uống nước hết một ly. Uống một ly mới đái được. Cho tên nó lỏng không ruột, sẽ tức là kẹo không ruột á. Bà có ăn không mà biết. Biết, bác sĩ nói. Mấy người bác sĩ quen với mình nói là người ta cho thuốc rồi đó, người ta hỏi theo dõi ổng coi bệnh sao. Nói ổng ỉa khó ỉa, uống nước cho nhiều, uống đi mà, uống hết một ly mà. Tụi nó thôi. Uống một ly mới ỉa được. Tụi nó thôi. Thôi sao ỉa được. No rồi. Cứ ngủ nè, cứ ngủ chùi mũi đi. Đâu rồi, khăn đâu rồi. Kệ mẹ đó. Khăn nè, chùi đi. À. Mơ Di Phật ạ. À. Anh ca cho cậu nghe bài Tình Anh Bán Chiếu đi. Ông ca hay rồi. Lắm, có giọng ca hay lắm. Thôi là gì vậy? À, nào uống đi. Thôi. Nè. Thôi. Đi mà. Ta nó no rồi nghe. No rồi hả? No uống vậy làm sao mà được khỏi bệnh. Uống đi. Uống gì nữa? Thôi bây giờ dẫn anh ra trước ngồi đặng cậu đó, cậu gâu đi với em. Hả? Đi cậu gâu hất tóc. Không có cạo gì hết. Hất tóc? Đâu có, không có cạo đầu, hất tóc chải. Hất chải. Thôi. Tại sáng giờ đầy đi hất tóc mà. Đầy đi hất tóc mình cổng đi tốn tiền. Khiên đi tốn tiền, cậu này đem đồ hất tóc lại giúp đỡ cho mình nè, tóc anh dài rồi râu dài. Dạ có một chút nữa con hất cho. Nó đây nọ đi ra xăng. Đi ra ngồi ghế đó. Chút đi ông đi không có được đâu. À. Không đi không có được đâu. Có đi ra không được mà ảnh ngồi ghế. Mày muốn giết tao không? Giết gì? Giết anh chết rồi em ở với ai? Mày ở chồng khác. Không. em thề vậy nè. Ôi, đâu mở nói gì chàng yêu tâm em cũng cầu hoàng, em vui lòng ngâm câu dây khác. Sống dương gian đồng tịch đồng sàng, xác xuống dưới vàng nằm ôi. Chung một quốc. Giàu hoàng quá bà ơi. Nè ổng gầu rồi đó thấy không? Anh ơi. Ổng gầu rồi đó. Anh ơi, em khuyên anh đừng mê đắc kỷ mà trụ quỷ đòn đài. Ổng buồn rồi đó. Nói đi. Thôi bà cứ để cho ổng ngồi đi một chút nữa con nhờ người khiêng ổng ra đây nè.
Làm đâu? Khiêng đây nè. Ừ. Không có, ổng ngoài đây tôi kéo ra được. Thôi, gãy ghê. À. Uống này đi, uống này miếng đi. Nữa. À. Đấy là tôi nói rồi mà. Bà ăn cơ bằng kia kia hết rồi. Ăn mới sống. Không có ăn thì phải chết. Sao chết xuống hơn ăn. Chết ra mà sướng. Chết ta thì nằm nhắm mắt rồi con dồi nó bu nó rỉa thịt mình hết à. Vậy đó. Nói chết 3 năm sống dậy 1 giờ. Nhức giò hả? Nhức đầu. Nhức đầu. Nghe bà nói hoài nhức đầu. Ông tân tử ổng thử vợ ổng nói ổng đi ổng gặp bà đừng bà chồng chết ngồi quạt mộ. Chứ chừng nào cho khô nấm mộ rồi lấy chồng. Cái bà tân tử bà nói nếu nhưng mà chàng chết thì thiếp phải ở dậy thì thủ tiết. Tới ổng giả ra chết, ổng chết rồi ổng mới liệm vô hòm. Cái ổng giả ra một gã thư sinh đẹp trai ha. Lại cái nói bây giờ nhức cái đầu quá làm sao có cái ốc người để mà mấy cứu anh được. Cái bà nói vậy hả để em khử nắp hòm em bữa đầu chồng em ra lấy cục ngọc cục ốc để cứu chàng. Cái ổng bà vừa khử nắp hàng ra ổng nói hay cho mụ à. Hồi ta còn sống á mụ nói khi nào ta chết ta thủ tiết thôi. Tại sao bây giờ gặp một gã thư sinh đẹp quá lại bữa đầu ta lấy ngọc cứu. Vậy đó bà mới thẹn thùng với ổng dữ lắm. Thương ổng nghe đừng có nếm dò ổng giật ổng đau quá. Thương ổng lắm mà. Bị giờ hồi đó ổng nằm mà ổng nằm ổng đi được hai vợ chồng dẫn đi chơi hoài à. Đã dẫn ra chợ ra tùm lum á tới chừng sao đi tới trạm y tế cái té một cái cô Kiều ngãi cổ quay phim cổ xin được chiếc xe lăn đó. Cái bắt đầu về cũng ổng còn đi được nữa nên cất chiếc xe lăn đó. À, tới lần sau ảnh nằm riết 3-4 tháng luôn. Nằm 3-4 tháng luôn tôi không có thăm chừng ổng, tôi tưởng ổng mệt mỏi ổng nằm thôi cưng ổng để cho ổng khỏe. Ai giật người ta nói là nằm riết cứ rút gân cái gân nó theo chiều nằm không mà không có theo chiều đi được. Mấy kéo ảnh mấy lần ảnh chửi ảnh quánh dữ lắm mà nó hơi được ra mới ngồi dậy được nè. Thôi tao nói thôi nghe chưa. Anh ngay giờ này ra coi anh ngay được mà nó nghe ngay được á. Cái giò này kéo được cũng bị đánh mấy cây đó mới kéo được. Cái giò này cũng bữa nào tôi kéo được à. Kéo hà. Nè kéo nè, để thôi, thử coi nó. Trời ơi. Cái giò này em kéo được nè, giò này tôi kéo được rồi cậu. Yeah. Nè cậu coi nè, đứt cái gân cu đó. Nó mới quẹo này nè. À, đứt gân đó, đứt sợi dây gân nè, nó quẹo đó nè. Đứt gân gì mà quẹo? Đứt cái gân sợi dây gân nứng thuộc cu. Đứt cái gân nứng đó. Thiệt cái này ông bác sĩ khám rõ ràng. Có cái chụp hình rồi nữa. coi cái sao cái chồng tôi về nè từ ngày thục cô tới giờ đứt cái sợi dây này nè rồi ông bác sĩ nói rồi nó đứt sợi dây này rồi đứt sợi gân này rồi ui đứt sợi gân nè nó không kìm được đứt sợi gân đó ha. Gân này ăn lên luôn. Ăn lên đâu? Ăn đó ăn bởi rồi. Mấy chú đàn ông mà cắt thiệt sản không con đó cắt đâu khúc gân này nè chứ đâu có cắt mổ đâu à cắt ngay cái gân này nè là thiệt sản luôn đó. Người ta đi tiệc sản về người ta kể với vợ người ta vậy người ta bị đứt kể rồi hả này nó bị đứt luôn rồi, ha đứt gân luôn nè à, mà cái nói gân cũng được nói gân nói được nhưng mà phải dự trù phải một bọc máu với bao nhiêu chai nước biển làm lỡ nó ra máu quá đó rồi cũng làm hơi lâu vì mấy gắn cái nước biển vô rồi nấu gân lại. Yeah. Là đi đứng được trơn á mà cũng phải thủ có tiền. Yeah. Làm cái gì cũng nên ca mở phải có tiền mới được. Và nói với ảnh để lo ảnh không chịu. Ảnh nói kệ tao. Yeah. Tôi cũng ở với ổng cũng cưng dữ lắm cậu ơi. Cưng không? Cưng cũng là không làm được cũng hủ hỷ vậy đó. Làm không được cũng hủ hỷ ha. À, làm không được cũng hủ hỷ. Cậu coi ổng mặc đồ, ổng mặt mày trắng tươi á, khỏe mạnh đó. Yeah. Tôi hổng tưởng cuộc đời tàn rồi cậu ơi.
tôi đi đâu không biết, bị cái hôi người ta bệnh hay sao đó ha. Cái lỗ mũi tôi về nó cứng cứng á, tôi lại kia người ta rửa ráy cho tôi hết. À, cái bán là bán chai này là về rửa, rửa cái hết luôn nè. Cái chai này nè, cái chai này mình kêu bằng cái chai khô để rửa cho nó không có bị nhiễm độc. Đó. À, chế dùng chút à. Cái hiệu gì mà quay ra coi? Hiệu này. Nước rửa tay. Hả? Nước rửa tay ngừa COVID. Ừ. À, mà nó không nhiễm độc mình á cậu. Mình rửa nè. Cho nó hết rồi. Rửa cho nó khỏe dữ lắm á. Nhẹ nhàng lắm.